Xin chào các bạn. Như các bạn thấy thì cờ vua Việt Nam khoảng chục năm trở lại đây gần như chỉ nhắc đến Lê Quang Liêm, kỳ thủ số 1 của Việt Nam. Tuy nhiên khoảng 20 năm trở về trước, tức là đầu những năm 2000, thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất, trở thành niềm cảm hứng cho những cậu bé học chơi cờ, chính là thần đồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1990 ở thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. 3 tuổi, Trường Sơn đã được học cờ vua từ lời chỉ dạy của bố mẹ. Cậu tiến bộ nhanh chóng và không lâu sau đã đánh thắng hai người thầy đầu tiên này. Nhận ra năng khiếu của con trai, lên 4 tuổi, bố của Trường Sơn là ông Nguyễn Ngọc Sinh đã đưa cậu bé đến với thầy Trịnh Hoàng Cường, là huấn luyện viên chuyên dạy cờ vua ở Sở Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang. Từ đó, sự nghiệp cờ vua của Trường Sơn có sự thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Vô địch giải cờ vua châu Á U9 năm 1999, vô địch giải cờ vua châu Á U10 và sau đó vô địch luôn giải cờ vua thế giới U10 năm 2000. Năm 2004, Trường Sơn trở thành đại kiện tướng cờ vua khi mới 14 tuổi 10 tháng, trở thành đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử châu Á và thứ hai trên thế giới sau Manukasen. Những tưởng sự nghiệp của Trường Sơn từ đây sẽ lên như diều gặp gió, nhưng vâng, tất cả nằm ở chữ nhưng. Việc bố mẹ ly dị có lẽ là cú sốc lớn nhất với một người giàu tình cảm như Sơn. Suốt 5 năm sau đó, Sơn thi đấu trôi sụt và elo không được cải thiện nhiều, chỉ loanh quanh ở mức 2.500 đến 2.600. Trong khi đó, nhìn sang người đồng đội Quang Liêm, năm 2011, Quang Liêm đã trở thành siêu đại kiện tướng đầu tiên của Việt Nam với elo vượt 2.700. Anh cũng vươn lên trở thành kỳ thủ số 1 của Việt Nam. Chính vào những lúc mọi người nghĩ tài năng của Sơn sẽ nhanh chóng lụi tàn, thì tình yêu đã góp phần cứu vớt cuộc đời anh. Nữ kỳ thủ số 1 của Việt Nam, đại kiện tướng quốc tế nữ Phạm Lê Thảo Nguyên, xuất hiện đúng vào giai đoạn khó khăn và chênh vênh nhất của Sơn. Nguyên trở thành một điểm tựa về mọi mặt, giúp anh lấy lại được niềm đam mê cùng sự tập trung cho sự nghiệp. Và ngay sau đó, Sơn đã có chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ đẳng cấp siêu đại kiện tướng elo trên 2.700, đó là Evgeny Tomashevsky, vô địch châu Âu năm 2009. Đây là trận đấu diễn ra tại vòng đấu thứ 8 trong khuôn khổ giải cờ vua thường niên Biel International Chess Festival diễn ra ở Thụy Sỹ năm 2010. Xin mời các bạn cùng theo dõi trận đấu này. Ở trận đấu này, Tomashevsky là người có lợi thế hơn khi cầm quân trắng. Anh mở đầu với nước tốt C4, còn Trường Sơn cầm quân đen đi tốt E5, hình thành thế trận khai cuộc Sicilian ngược. Tiếp theo, trắng đi mã C3, đen đi mã C6, trắng đi mã F3, hình thành biến thể 3 mã trong khai cuộc Sicilian ngược. Đen đi tốt G6 nhằm đưa tượng lên G7 để chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng đẩy tốt D4 tấn công trung tâm. Đen ăn tốt, trắng ăn lại tốt. Nếu đen ăn mã thì hậu trắng sẽ ăn lại mã và tấn công xe. Đen sẽ không thể phát triển tượng lên G7 được nữa. Do đó đen không ăn mã mà phát triển tượng lên G7. Trắng tiếp tục ăn mã đen. Đen lấy tốt ăn lại và hình thành cặp tốt chồng. Mặc dù hình thành cặp tốt chồng nhưng thế trận của đen không vì thế mà bị yếu đi nhiều, vì tốt C6 phong tỏa sự phát triển của mã trắng. Xe đen có thể sang B8 để chiếm lĩnh cột B và tượng thì vẫn có thể phát triển bình thường. Tiếp tục ván cờ, trắng đi tốt G3, chuẩn bị đưa tượng lên G2 chiếm lĩnh đường chéo lớn và nhập thành. Đen cũng phát triển mã E7 để chuẩn bị nhập thành. Ở đây thì phát triển mã E7 sẽ tốt hơn là mã F6 nhé. Vì mã F6 thì sau đó sẽ khó phát triển hơn, do các ô mà mã muốn phát triển tiếp sẽ bị trắng kiểm soát. Đồng thời mã F6 thì lại chặn mất cái đường chéo kiểm soát của tượng. Do đó đen đi mã E7, trắng đi tượng G2, đen nhập thành, trắng nhập thành. Đen bình xe B8 kiểm soát cột nửa mở C, cột nửa mở B. Trắng đi hậu A4, dọa ăn tốt A7, triển khai tấn công trên mặt trận cánh hậu. Đen đẩy tốt D6, mở đường phát triển cho tượng và liên kết hậu xe. Trắng chưa vội ăn tốt mà bình xe D1 để kiểm soát cột nửa mở D. Đen đẩy tốt C5, ngăn trắng tràn tốt xuống, đồng thời tạo bàn đạp để xe B4 tấn công hậu. Bây giờ trắng không ăn tốt A7 mà lùi hậu về C2. Đen phát triển tượng F5 để tấn công hậu. Hậu trắng lại phải lệch sang D2. Đen đẩy tốt A5 nhằm công phá cấu trúc tốt phía cánh hậu. Trắng đi tốt B3, gia cố cho hàng rào tốt này, đồng thời mở đường phát triển cho tượng B2. Đen đẩy tiếp tốt A4 gạ đổi. Trắng không thể dùng mã ăn tốt bởi vì tượng đen sẽ ăn xe. Do đó trắng lấy tốt ăn A4. Đen lùi mã về C8 nhằm lên B6 tấn công đôi tốt A4 và C4. Trắng lên tượng B2 để tháo ghim cho mã và liên kết song xe. Đen theo kế hoạch nhảy mã lên B6 tấn công đôi hai tốt. Trắng đi tượng D5 giữ quân tốt trung tâm. Đen không ăn tốt mà đẩy tốt C6 để tấn công tượng. Bây giờ nếu tượng ăn tốt thì mã sẽ ăn C4 tấn công đôi hậu và tượng. Hậu chạy thì sẽ mất tượng. Do đó trắng đẩy tốt A5 tấn công lại mã đen. Mã đen ăn tượng, tốt ăn lại mã và tốt ăn lại tốt. Nếu mã ăn tốt thì sẽ mất tượng, nên trắng đi mã A4. Đen đẩy tốt D4, phong tỏa hướng phát triển của tượng trắng. Trắng đi mã B6, chặn sự kiểm soát cột B của xe đen. Đen lệch hậu sang E8, kiểm soát cột nửa ME. Trắng bình xe E1, đen đi hậu C6, rình rập đưa tượng H3 để chiếu hết. Trắng bình xe C1, kiểm soát cột NMC. Đen bình xe E8, kiểm soát cột NME. Trắng lùi tượng A1 để được xe bảo kê. Đen đẩy tốt H5. Trắng đẩy tốt F3, ngăn chặn hậu đen tấn công. Đen đi vua vào H7 cho an toàn. Trắng đẩy tốt E4, tấn công tượng. Tượng lùi về E6. Bây giờ nhận thấy hậu đen đã bị tốt E4 phong tỏa hướng tấn công phía cánh vua. Trắng đẩy tiếp tốt A4 để phong tỏa hậu phát triển bên phía cánh hậu. Nhưng trắng lại không ngờ đen thí xe để ăn vào mã. Tốt trắng ăn xe và hậu đen ăn lại tốt. Đến lúc này mặc dù kém hơn về chất nhưng thế trận của đen lại có phần nhỉnh hơn. Tiếp tục trắng đẩy tốt A5 tấn công hậu. Hậu đen lùi về A7. Trắng đẩy tiếp tốt F4, mở mặt trận tấn công lại phía cánh vua. Đen bình xe A8, chồng xe tấn công quân tốt thông nguy hiểm. Trắng đẩy tiếp tốt F4 tấn công tượng và tốt G6. Do không muốn bị phá vỡ hàng rào tốt bảo vệ vua nên đen không lấy tốt G6 ăn mà chạy tượng lên B3. Hậu trắng D3 tiếp tục truy sát tượng. Đen đẩy tốt C4 bảo vệ tượng và tấn công lại hậu. Giờ có các trường hợp xảy ra. Nếu hậu chạy E2, đen sẽ đẩy tốt D3 chiếu bắt hậu. Nếu chạy D2, đen cũng sẽ đẩy tốt D3 chiếu. Vua chạy thì tượng sẽ H6 xuyên táo hậu và xe. Nếu hậu chạy F3, đen cũng sẽ đẩy tốt D3 để chiếu. Vua chạy thì tốt sẽ D2 và tấn công đôi cả hai xe. Do đó trở lại ván cờ thực tế, trắng đành thí xe để ăn vào tốt đen. Tượng đen ăn lại xe, hậu trắng ăn tượng và hậu đen ăn tốt A5, đồng thời là tấn công xe. Xe trắng chạy sang D1 để kết hợp với tượng và hậu tấn công lại quân tốt thông nguy hiểm D4. Không thể để mất quân tốt quan trọng này, cho nên là đen đi hậu A4 gạ đổi. Trắng đương nhiên không dám đổi nên lùi hậu về D3. Không thể để mất quân tốt thông nguy hiểm, đen có nước đi rất hay là tốt D5. Nếu tượng trắng vội vàng ăn vào tốt D4 sẽ là sai lầm. Khi đó tốt đen ăn E4 tấn công hậu. Hậu không thể ăn tốt vì sẽ bị mất xe, nên hậu sẽ phải lùi về D2. Khi đó xe đen D8 ghim tượng, và với 3 mũi tấn công là hậu xe tượng, chắc chắn trắng sẽ mất tượng. Trở lại ván cờ, trắng đành ăn tốt D5. đen bình xe E8. Bây giờ nếu tượng trắng ăn tốt D4 thì tượng đen ăn tượng trắng chiếu, hậu trắng ăn tượng, xe đen sẽ xông thẳng E1 chiếu. Nếu trắng ăn xe thì sẽ mất hậu, còn nếu trắng chạy vua thì sẽ mất xe. Do đó trắng không dám ăn tốt D4 mà ra xe về F1 để phòng ngự. Thừa thắng xông lên, xe đen E3 tấn công hậu. Tốt trắng ăn G6 chiếu, tốt đen ăn lại. Hậu trắng lùi về D2, hậu đen C4. Tốt trắng D6 với hy vọng mong manh là sẽ phong cấp. Bỏ qua tốt D6, xe đen tiếp tục E2 truy sát hậu. Hậu trắng đành chạy lên F4 để liên kết với xe và có thể bảo vệ được con tốt thông ở D6. Xe đen bình xe sang A7, A2 để kết hợp với tượng G7 gia tăng áp lực lên quân tượng ở A1. Giờ nếu trắng tiếp tục đẩy tốt xuống D7 thì sẽ là sai lầm. Khi đó hậu đen sẽ C6 dọa lao vào G2 để chiếu hết. Trắng chỉ còn nước là lùi hậu về F3 và hậu đen sẽ ăn mất quân tốt thông này. Do đó ở đây trắng có một nước đi chính xác, đó là hậu E4 để ngăn chặn. Đen liền lùi hậu C5 đe dọa vua trắng. Trắng đành chạy vua H1 và cũng chỉ chờ có thế thì hậu đen thủ tiêu quân tốt thông nguy hiểm của trắng. Trắng bình xe B1 với ý tưởng là sẽ đi B5 ăn tốt hoặc là B7 ghim tượng. Đoán được ý đồ này thì hậu đen F6 không cho xe di chuyển. Vì sao? Vì nếu xe di chuyển thì hậu đen sẽ F1 chiếu hết. Mà nếu xe không di chuyển thì hậu đen cũng sẽ xuống F2 và chiếu hết. Trắng vô phương chống đỡ. Nhận thấy không thể lật ngược được tình thế, siêu đại kiện tướng Tomashevsky đành dừng đồng hồ và xin thua tâm phục khẩu phục. Thưa các bạn, mình thấy nếu xét về năng khiếu thì Trường Sơn không thua Quang Liêm, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nhưng khác biệt lại nằm ở những yếu tố khác. Để một kỳ thủ có thể phát triển được tới trình độ cao thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố như là năng khiếu, sự đầu tư, sự chuyên nghiệp. Trước giờ ở Việt Nam thì chỉ có Quang Liêm là trường hợp đặc biệt hội tụ được đủ những yếu tố cần thiết đó. Với điều kiện tài chính vững vàng của gia đình thì Quang Liêm có điều kiện học với nhiều thầy ngoại có đẳng cấp như Alexander Kaliman hay Susan Poga. Còn về Trường Sơn thì cũng khá là tiếc cho hoàn cảnh của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Nhưng hy vọng với gia đình nhỏ của mình thì đôi tiên đồng ngọc nữ Trường Sơn và Thảo Nguyên sẽ đột phá được những cảnh giới cao hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.